Một địa điểm tổ chức nghệ thuật ở Glasgow, Scotland đã cho ra mắt một sàn nhảy có thể sản sinh điện dựa vào thân nhiệt tỏa ra từ những người đang say sưa nhảy múa. Điều này có thể xảy ra đó là nhờ công nghệ độc đáo của hệ thống Bodyheat hoạt động bằng cách hấp thụ nhiệt tỏa ra từ cơ thể người. Nhiệt lượng thu được thì sẽ được truyền dẫn vào 12 lỗ khoan sâu khoảng 152m, dẫn tới một khối đá lớn nằm sâu dưới lòng đất. Khối đá hoạt động như là một cục pin nhiệt sẽ tích trữ năng lượng để sau đó cung cấp trở lại không khí ấm và nước nóng khi người ta cần. Ngoài ra, hoạt động truyền nhiệt xuống khối đá cũng sẽ giúp làm mát bầu không khí bên trong sàn nhảy.